Hiện cục này đã tăng cường thêm 6 đội tuần tra kiểm soát, cùng với trang thiết bị kỹ thuật như máy đo tốc độ, máy đo nồng độ cồn, camera giám sát trên các tuyến quốc lộ trọng điểm như quốc lộ 1, quốc lộ 3, quốc lộ 5, 18, 51 và các tuyến cao tốc mới đưa vào khai thác. Đáng nói, trong thời gian cao điểm Tết, cảnh sát giao thông sẽ huy động 100% lực lượng cùng với cảnh sát trật tự, cảnh sát 113 tham gia phối hợp làm nhiệm vụ. Ông Tuấn cũng lưu ý các lái xe khi tham gia giao thông trên quốc lộ 1 và quốc lộ 14 qua các đoạn đang thi công cần nghiêm chỉnh chấp hành sự điều tiết giao thông của lực lượng làm nhiệm vụ. Vì thời gian này các đơn vị đã ngừng thi công, hoàn trả mặt đường êm thuận nên các phương tiện giữ đúng khoảng cách an toàn để tránh ùn tắc.